Công ty Xenon xin kính chào quý bà con. Thì quý bà con tỉnh An Giang của mình cũng biết là tỉnh của mình là một cái tỉnh rất là đặc thù. Nền kinh tế phát triển rất là mạnh nhờ vào cái việc nuôi trồng cá ba sa ở trên sông Tiền và sông Hậu. Trong cái video hôm nay thì mình xin đại diện cho công ty Xenon nói về cái vấn đề sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng cho cái mô hình nuôi cá ba sa ở trên sông này. Thì về cái mô hình nuôi trồng cá ba sa ở trên sông Tiền, sông Hậu thì cái vấn đề chiếu sáng của nó, sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng nó rất là thích hợp. Bởi vì với bà con mình, khi mà những cái ao cá, những cái bể cá của mình thì thường thì sẽ nuôi ở xa bờ hoặc là ở giữa sông. Cho nên là khi mà sử dụng những cái thiết bị chiếu sáng thì với bà con của mình phải kéo dây dẫn rất là xa, nó sẽ rất là rườm rà, tốn kém và đặc biệt là nó sẽ không có an toàn. Có thể là trong những cái trường hợp nó có thể xảy ra những cái tai nạn về điện, ảnh hưởng đến cả người và vật nuôi. Ngoài ra thì trên những cái mái nhà, ở trên những cái bè cá ngoài sông thì nó rất là thích hợp để quý bà con lắp đặt những cái tấm pin năng lượng mặt trời. Do đó thì sử dụng đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng đối với bà con, đặc biệt là bà con của tỉnh An Giang mình, nó rất là thích hợp để bà con lựa chọn sử dụng để thắp sáng cho cái mô hình nuôi cá ba sa của chúng ta. Và với những cái mô hình nuôi trồng cá này thì công ty chúng tôi sẽ có rất là nhiều những cái mẫu đèn phù hợp, từ những cái mẫu đèn sử dụng pin liền thể nè, tức là cái tấm pin sẽ gắn liền với cái chiếc đèn, và những cái chiếc đèn có tấm pin với đầy đủ tất cả những cái công suất như là 40W, 60W, 80W, 100W, 120W, vân vân đến công suất 300W để bà con mình lựa chọn. Thì tùy vào cái khu vực mà quý bà con mình muốn chiếu sáng, hoặc là tùy vào cái bể cá của mình nó lớn hay là nó nhỏ, và quý khách cần sử dụng ít đèn hay là nhiều đèn để chiếu sáng thì quý khách có thể lựa chọn cho mình một cái mẫu đèn phù hợp. Và những cái chiếc đèn này thì nó có cái kích thước rất là gọn nhẹ, rất là nhỏ gọn và dễ dàng di chuyển và lắp đặt được mọi cái gốc bể của chúng ta sẽ rất là thuận tiện. Và ngoài những cái chiếc đèn sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng mà chúng tôi vừa nhắc đến thì công ty Xenon chúng tôi còn cung cấp những cái tấm pin năng lượng mặt trời như là công suất 1kW, 2kW, 5kW, 8kW v.v. Thì quý khách có thể lựa chọn lắp đặt những cái tấm pin này ở trên mái nhà của chúng ta để mà sản xuất ra điện phục vụ cho các cái nhu cầu sinh hoạt, chiếu sáng nè, sử dụng cho tivi, quạt máy hoặc là tủ lạnh vân vân, rất là thích hợp. Thì những cái tấm pin này nó sẽ sản xuất năng lượng, sản xuất ra điện từ nguồn năng lượng làm sáng mặt trời và cung cấp cho quý bà con mình xài, cho nên là những cái nguồn năng lượng này nó cực kỳ sạch và đặc biệt là nó rất là tiết kiệm, có thể giảm bớt được cái chi phí sử dụng điện hàng tháng cho quý bà con mình rất là nhiều. Và với cái đặc thù là nuôi cá ba sa lên đên trên sông nước như thế này thì cái vấn đề an toàn về điện nó cần được nó còn hết sức được chú trọng, thì để mà đảm bảo cho tính mạng của quý bà con cũng như là an toàn cho vật nuôi và những cái người ở xung quanh thì quý bà con sinh sống tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là với cái nghề nuôi cá ba sa lên đên trên sông nước như thế này thì cần sử dụng những cái chiếc đèn năng lượng mặt trời như thế này để chiếu sáng, hoặc là lắp đặt những cái hệ thống điện năng lượng mặt trời sản sinh ra điện từ tự nhiên để mà phục vụ cho cái vấn đề sinh hoạt của chúng ta. Thì cái biện pháp chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời như thế này nó sẽ rất là an toàn, thân thiện với môi trường và đặc biệt là nó rất là tiết kiệm. Quý khách hàng, quý bà con sẽ không cần lo lắng về cái chi phí điện hàng tháng, hàng năm để chi trả cho cái vấn đề chiếu sáng này. Và về cái vấn đề vận chuyển thì công ty chúng tôi sẽ vận chuyển hàng hóa
tận nơi, tận nhà và miễn phí hoàn toàn cho quý bà con, nên là mọi người có thể yên tâm về cái vấn đề vận chuyển này. Và đặc biệt thì đối với những cái chiếc đèn năng lượng bên công ty chúng tôi thì chắc chắn sẽ được bảo hành cho quý bà con trong vòng 2 năm đổi mới hoặc là sửa chữa, cho nên là quý bà con cứ yên tâm sử dụng những cái sản phẩm của công ty chúng tôi. Và những quý bà con ở thuộc tỉnh An Giang hoặc là những cái khu vực lân cận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long mình muốn tìm kiếm sử dụng những cái chiếc đèn năng lượng mặt trời giá rẻ, chất lượng, giao hàng tận nơi miễn phí và yên tâm về cái vấn đề bảo hành, hoặc là muốn lắp đặt những cái hệ thống điện năng lượng mặt trời để sử dụng, tìm kiếm một cái nơi uy tín chất lượng, thì quý khách hãy nhanh tay liên hệ với công ty Xenon chúng tôi qua cái số hotline ở dưới màn hình. Thì công ty chúng tôi sẽ có cái đội ngũ kỹ thuật, chúng tôi sẽ đến tận nơi để khảo sát cũng như là tư vấn cho quý bà con sử dụng cái loại đèn như thế nào, hoặc là lắp đặt những cái tấm pin như thế nào, công suất bao nhiêu để phù hợp cho cái nhu cầu sử dụng nhất. Cho nên là quý bà con hãy yên tâm về cái vấn đề này. Và video đến đây thì cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi hết cái video này của công ty chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video kế tiếp.